Hello, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mời các bạn đi theo danh thăm bảy cúng nhum nha các bạn. Cho nên bây giờ thì danh cũng thăm được 5 cái rồi, nhưng mà được 2 con thì đó. Đó, thấy chưa? Con này cúng bố luôn. Coi rồi, cúng bố luôn nha. Nói chung thì thăm 5 cái được 2 con. Mình không có quay các bạn, mà bên đây mình gặp con này mình mới quay các bạn xem. Đã phá là mình đây rồi, mình quay như các bạn xem. Đó, con đang cắn lò xo các bạn thấy chưa? Thấy chưa? Đó. Hung dữ. Sao không đủ độ sáng thật? Bị yếu. Đó, các bạn thấy chưa? Cũng như mấy người. Đây, lên đây. Nó bích lộng rồi thật. Thôi cho các bạn xem. Bích lộng hay các bạn ha? Đây, mình bỏ vô cái lòng của mình. Bích lộng. Mình đi kiếm con được cũng khá lâu rồi thầy. Được cái lòng này nó quay đầu không được luôn các bạn ơi. Cắn. Nó cắn kìa. Ừ. Răng. Giờ nó khi ốm. Ồ. Chín. Anh bạn hung dữ quá. Chết chục cơm đùa với nó vậy. Các bạn thấy chưa? Đó. Sướng nha các bạn nha. Nói chung mình đi đặt con, mình kiếm con đó thôi. Nhưng mà nó vô con chục cơm trước rồi. Chỗ này địa điểm mới nha các bạn nha. Không phải địa điểm cũ à. Địa điểm mới rồi. Đây. Bái chuột. Bái chuột chú ơi. Con đầu tiên. Con này cũng bự ha nó. Bự. Không giống chuột chú ơi. Chuột lúc này mọc ngủ không. Con gần 100 gram. Chuột này 5 con tí khả. 200 gram luôn hả? Tại dính con các bạn ơi. Ôi ôi con. Coi các bạn. Con 200 gram. Không mình bằng rồi bán ký 70 hay là mình bán có sống. Không cân rồi mình mặn. À, cân rồi mới mặn nha. Ủa có lần đâu vậy? Nhậu hả? Cho bán đừng chạy quá cho nhiều. Đây mình đi trước nha các bạn nha, các bạn theo chân mình nha. Cái bên đây hạ họng rồi các bạn, không có. Nói chung thì cũng đặt khá nhiều á các bạn. Để giết được con chuột gắn nha các bạn. Em ấy nằm trong. Hôm nay lấy khoảng nhiêu ký anh rồi, tới sáng á. Chục ký quá. Chục ký luôn rồi. Ừ. Vậy là ngon rồi. Để chục gắn để riêng hay gì? Chục gắn để riêng. Cái gì vậy? Làm vòng vòng đi. Để lên con đó nè rồi. Chỗ nào dính đến tiếp luôn. Ừ. Cái chạy mà tới như vậy luôn nè. Ừ. Nhờ nguyên bầy đó. Ôi. Con nào con nấy khiếp. Mình đi thăm bảy xong rồi một lát nữa mình nướng chuột luôn nha mọi người. Chơi luôn hả? Chơi luôn. Đây, cắm vậy đừng để cho nó đụng lật nha các bạn. Khi nó chạy từ phía sau lại chổng nó chổng đứt đít lên. Con gắn. Gắn này hết to ha, bây giờ trọng trọng á. Con vậy đặt dừa không nha anh tao nha. Dừa. Quýnh cái hổ quýnh đó là ngon luôn. Ừ. Gắn. Ừ. Nào quýnh quýnh gắn đây 2-3 lồng. Ừ. Để có hành không ta? Chín nữa mọi người ơi. Chín nữa mọi người ơi. Cho em vào gõ. Em vào.
người ta xới rồi, hang bên xới rồi, bên chưa xới thì đặt rất là ngon luôn các bạn. Ôi ui cái lọt cái đường nó chạy kìa. Chạy còn hơn là đường nhựa mà sao nó không chạy vô lòng đó. Chưa ra. Chưa ra. Đúng rồi, giờ này còn sớm mà. Đợi vô máy. Chín con này. Để to không? Dừa. Chuột tháng này rất là mập nha mọi người. Ăn là mập theo chuột luôn nha các bạn. Bọn nào ốm nó ăn nhiều lên. Quất cái gì ta? Ghi cười nhau, chó sủa như quất vậy. Bác lẻ. Sảy rồi mọi người. Sảy rồi. Chuột bự quá. Khi cũng nhung muốn chữ. Cũng nhung nhắc vô lòng này chắc cười lắm á. Con nửa ký vô được luôn á. Được luôn rồi. Đây các bạn thấy không? Thăm mọi lòng mọi cái luôn nha các bạn nha. Này cũng to rồi. Vô chít. Phải thổi bùa cho nó mới vô mọi người. Phải thổi bùa luôn mọi người. Ông kia nói là do hôi miệng quá nó chạy xuống á. Mua xin chụp gắn. Chụp gắn cũng hết trọng to. Anh ăn hổ rồi. Cái con này với nó hổ con hèo im lắm. Con hèo nó thích con to to hả? Trời luôn rồi. Quá trời luôn rồi. Bất hợp luôn rồi. Con này hay lạng hơn ạ. Quá trời rồi. Chuột ú nu ú nụ luôn. Rồi tôi thả nó ra cho các bạn xem. Ôi ôi ôi. Con hát khác gì cũng nhung. Cái này chắc 2 năm rồi nè. Được cơ này rồi. 2 năm là nó đẻ tầm 2 lứa, 3 lứa rồi. 4 lứa luôn chứ. Ngày 1 tháng đẻ 1 lần phải không Toàn? Đẻ 1 lần. Chuột này 1 tháng đẻ 1 lần. Lần mười mấy con á. Tháng đẻ lần mười mấy con gì bắt cả đời cũng hết. Nói vui, vui vui như các bạn nhé. Rồi mình tiếp tục đi theo anh Toàn này. Thăm... Ui rồi cái này là bẫy gì đây? Chuột cống. Chuột cống. Vô chưa? Đây. Ui. Nói chung thì nó ít dính mà dính con nào con nấy đáng. Ha. Kiều kiều là xuống liền. Còn ấy kiều kiều là lên. Bùa nó không đó. Phải không? Mà cái kia kiều kiều nó lên. Này kiều kiều nó xuống. Mà một chơi bớt lửa luôn. Đó, ở trong cỏ rồi mà. Con cái chung đi. Chính là con nào cũng đáng nó thiệt bạn ạ. Thấy anh Đoàn làm lòng là hiểu rồi các bạn ha. Thấy chưa? Chuột nhỏ nằm chính giữa, chuột bự nằm hai bên. Này tránh tình trạng mà chuột nhỏ được ít mà chuột bự được nhiều thì nặng bên thì khó đi. Nói chung là quá chuyên nghiệp rồi. Đi nhiều biết nhiều ha các bạn ha. Còn thường thì người ta làm một bên này chuột nhỏ hơn bên chuột lớn luôn cho nó dễ đã các bạn. Con này ảnh bước hai bên. Đó, bạn thấy chưa? Đấy con nào con này. Chuột khung lồ không à. Thấy làm lòng là biết chân chiên rồi. Chuột bự nằm hai bên, chuột nhỏ nằm chính giữa. Nhỏ ít cũng không sao, bự nhiều chia ra. Con này chắc chào tạm biệt luôn á gì anh Toàn? Còn mấy con nữa. Còn mấy con nữa không? Biết chắc luôn á. Này khoảng nhiêu ký rồi anh ạ? Này 2 ký ngoài. 2 ký ngoài. Thì sáng hy vọng là lấy 8 ký ha. Ừ. Tại vì chuột tháng khô này á. Ừ. Nó đi trễ lắm. Sáng nó mới ra ăn một chập một rồi nó chạy vô rồi. Còn đầu hôm này á. Nó ít có ra đó. Ít ra. Cái
Ủa, chào tạm biệt đi anh Tâm ơi. Chào mọi người. Các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha các bạn nha. Bye bye.